Điều không nên thứ tư, quá tính toán dẫn đến mất chân tình. Mỗi người có một cách nhìn cuộc sống khác nhau. Có người luôn bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Những người đó không phải là người không có chí tiến thân, mà là bản thân họ cho đó là đủ. Ngược lại, có người lại xem trọng tiền tài vật chất, họ kiếm tiền bằng mọi giá. Vì kiếm tiền mà họ luôn tính toán thiệt hơn ngay cả với người thân. Người tính toán thường ích kỷ nhỏ nhen, không có được sự bình tĩnh, thường bị dằn vặt bởi những việc chi ly. Có câu rằng, không phải chúng ta nắm giữ được quá ít, mà là chúng ta tính toán quá nhiều. Con người sở dĩ thống khổ là bởi vì họ truy cầu quá nhiều. Chúng ta đau khổ phiền muộn là bởi lòng chứa đựng quá nhiều những mưu mô toan tính.